khi mà chúng ta mà ngồi trên một chiếc Mercedes-Benz E-Class thì phải nói là nội thất của nó rất là đẹp. Đây anh chị ơi, anh chị ơi, quá đẹp luôn, nội thất da đen. Và cái dòng Mercedes E là một cái mẫu xe mà nó phải gọi là hàng đẳng cấp doanh nhân. Một chiếc E200 2007, tên công ty xuất hóa đơn, biển thành phố Hồ Chí Minh, một chủ sử dụng từ mới, động cơ 1.8, máy 271, dẫn động cầu sau compressor. Thì một cái mẫu Mercedes E200 bản Avantager này mới về bên cửa hàng bên em. Đấy, đã được chuyển ở trong thành phố Hồ Chí Minh ra anh chị nhé. Bởi vì là trong đó bây giờ dịch bệnh rất là căng thẳng, không thể mua bán được, khách không thể đến xem xe được, nên là đã chuyển hết ra ngoài Bắc rồi. Thì hôm nay em sẽ lên sóng mẫu E200, một con xe mà nó là huyền thoại của đẳng cấp doanh nhân rồi. Nếu mà năm 2006-07 mà các bác mà ngồi trên mẫu xe này hạ kính xuống thì nó là gọi là quá là đẳng cấp luôn. Thì chiếc này mới khối động cơ 1.8 thì mức tiêu hao nhiên liệu của em nó chỉ rơi vào tầm khoảng từ 9 cho đến 11 lít trên 100 km. Cái dòng E200 này nó rất là đẹp, form dáng của nó rất là cổ kính, trông nó rất là gọi là phải gọi gì nhỉ, cổ điển đi đó. Máy zin anh chị nhá, máy zin không tai nạn, không đâm đụng, không gặp nước. Xe đang có mặt tại salon ô tô số 1 Kinh Môn tại phường Nghiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Thì xe thì phần đầu xe thì các bác nhìn, các bác được thấy sẽ được trang bị rửa đèn cảm biến khoảng cách trước. Đấy, đèn đặc trưng của dòng Mercedes E nó là đèn hai bi riêng biệt. Đấy, hai mắt đèn riêng biệt, mặt ga lăng và biểu tượng lưới tản nhiệt, nhìn nó rất là đều luôn. Đây chị nhá, em đang lổ máy đấy, nhưng mà máy khá là êm. Đấy, tiếng máy lổ đấy anh em nhé. Mặt ga lăng này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nhìn nó đẹp quá luôn. Đấy, rửa đèn đấy nhá, cả biến khoảng cách trước, đèn bi xe lông. Đây chị nhá. Đó, thì một dàn lốp của em nó là một dàn lốp mới khoảng 98%. Đấy, rất là đẹp. Xe thì cái dòng Mercedes E này thì máy của nó giống như dòng Mercedes C, cũng dùng chung máy 271. Trước này là W211. Đấy, nội thất của em nó thì nó là hàng đẳng cấp rồi. Nó thiên về nội thất rất là nhiều. Ví dụ như dòng Mercedes E200 này 2007 form mới này sẽ là ghế chỉnh điện, hai ghế trước. Đấy, ghế chỉnh điện anh chị nhá. Đó. Và có nhớ ghế, ba vị trí ghế. Đây chị nhá, gương kính chỉnh điện. Đấy, cụp xòe gương đầy đủ đây. Thì cái dòng Mercedes E đã là Mercedes hoặc BMW thì cứ phải xe đẹp mới mua, xe đẹp mới buôn anh chị ạ. Rồi, nó như thế này cơ mà, lên xuống rất là mượt mà, tất cả các hệ thống điện của em nó chạy rất là mượt mà, và không bị lỗi một phần nào cả, về chỉ việc sẵn đi thôi. Thì chiếc Mercedes E này xe sẽ đã trang bị là 6 túi khí an toàn, hai ghế trước chỉnh điện và nhớ ghế, ba vị trí ghế, 4 kính chỉnh điện auto tự động. Đấy, cốp mở điện anh chị nhé. Đó, cốp mở điện. Và xe trang bị đèn pha auto tự động này, rửa đèn này. Đó, cruise control ga tự động này. Và đặc biệt là vô lăng chỉnh điện. Đây, vô lăng chỉnh điện anh em nhé. Đó, rất là mượt mà. Và vô lăng tích hợp chế độ rảnh tay đa phương tiện trên vô lăng, những cái phương tiện nó liên quan đến chiếc xe. Đấy, và cái luồng điều hòa của chiếc E200 này nó chạy quanh xe. Xe trang bị 4 luồng điều hòa độc lập và riêng biệt cho 4 người ngồi 4 góc. Đấy, và có thêm cửa gió phụ đằng sau nữa. Đây chị nhá, đây này. Đấy, cửa gió phụ này. Đấy, hai luồng độc lập đằng sau này. Đây chị nhá, là đâm ra cái nội thất là cái bên, nếu mà bác nào ngồi trong xe ấy, thì nhiệt độ lúc nào nó ổn định, 16 độ là 16 độ anh chị nhá, chứ không phải trên lạnh mà dưới nóng. Đây là gạt tàn thuốc lá cho mấy bác VIP ngồi sau nhá. Đó, túi khí an toàn của em đây. Đây chị nhá, xe trang bị 6 túi khí an toàn. Đấy,
bệ tì tay của dòng Mạch E này. Đây anh chị nhé. Thì không trang bị rèm che lắng. Đấy. Rèm che lắng này. Đây. Rèm che lắng em nó làm góc này. Tí nó bấm điện thì em nó sẽ lên. Cốp rất là rộng luôn. Đây các bác nhé, cốp rất là rộng luôn này. Đấy, đồ nghề đầy đủ này. Dàn kể cả lốp dự phòng cũng là lốp mới luôn này. Đấy, bình ắc quy mới tinh luôn này. Đây anh chị ạ, bình ắc quy mới tinh luôn. Rất là mượt mà. Đó, E200 2007. Tên công ty xuất hóa đơn, một chủ sử dụng từ mới. Và đang được chào bán tại salon ô tô số 1 Kinh Môn, tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Đây là táp lô, táp ly và phần chỉnh điện ghế của bên phụ. Đẹp lắm anh em ơi. Đấy, đẹp cực kỳ luôn. Da zin theo bản theo xe nhá. Da zin nguyên bản theo xe, động cơ 1.8 thì mức tiêu hao nhiên liệu loại quá là ok. Đấy, sàn lỉ nguyên bản theo xe. Nội thất đen các bác nhìn này. Đó, cái nội thất của cái dòng Mạch này. Nếu bác đi mua xe các bác cứ phải nhìn nội thất trước. Đấy, xong đến khoang máy, bởi vì là nội thất của nó là nội thất da. Đấy, giữ được cái dòng Mạch này, nếu mà đi cẩn thận thì cái da của nó rất là đẹp, nội thất cực kỳ là đẹp, của bền tại người đấy ạ. Đấy, có chế độ sport thể thao này. Đó, tắt chế độ cảm biến lùi này, cảm biến khoảng cách này. Đấy, ESP cân bằng điện tử này. Và đây này. Đó. Đóng mở rem đầy đủ này. 4 luồng điều hòa độc lập và riêng biệt. Xe cực kỳ đẹp. Rồi, đây là một chiếc xe nó không có tai nạn đâm va hay ngập nước. Cam kết với anh em là không có tai nạn đâm va và ngập nước nhé. Bây giờ sẽ đi vào phần khoang máy động cơ. Khoang máy động cơ của em E200 này. Máy dọc dẫn động cầu sau, máy 271 compressor. Đây, một em máy nổ rất là êm. Rất là êm anh em nhé. Thì xe vừa mới về. Đấy, chuyển từ khu vực phía Bắc ra. À, phía Nam ra Bắc. Đấy là chưa vệ sinh gì cả. Đấy anh chị nhé, nó vẫn còn rất là bẩn. Bụi bẩn. Máy nổ cực êm. Cực êm luôn anh em ạ. Máy của chiếc E200 này là máy zin nhá. Máy zin. Đấy, không có tai nạn đâm va hay ngập nước gì cả. Rất là đẹp. Phải nói là rất là đẹp luôn đấy ạ. Đây. Rồi, ok. Đấy, bác nào quan tâm đến mẫu Mạch E200 sản xuất năm 2007 form mới này thì hãy alo cho em theo số điện thoại là 0358286286. Em Di Quang ô tô chất. Và đồng thời là nếu mà anh chị nào đang theo dõi kênh mua bán, đây là lần đầu tiên mà anh chị đang theo dõi được kênh mua bán ô tô cũ của em, thì hãy cho em một nút đăng ký kênh và nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày trong ngày tháng anh chị nhé. Đó. Anh chị nào mà thích đổi xe thì cứ alo cho bên em sẽ nhận kèo đổi cô các xe. Đó. Anh chị là cảm thấy nhàn chán cái mẫu xe mà mình đang đi mà muốn lên đời hoặc là muốn xuống đời, cần tiền làm một việc gì đó chẳng hạn, thì em có thể là mua trực tiếp hoặc là đổi xe. Đấy, đổi những cái mẫu xe mà anh chị đang sử dụng thích, khi mà thích những cái mẫu xe tại bên cửa hàng bên em nhé. Ok, hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn.